Chị Nguyễn Thu Thị năm nay U57 tuổi lên chương trình Tìm Một Nửa Yêu Thương thì chị cũng nói không cần chọn giàu quá, miễn anh đó có nghề nghiệp ổn định, bằng một ngày 200-300 ngàn vợ chồng sống hủ hỷ là cũng vui rồi. Thì cái câu chuyện của chị Thủy này như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua ủng hộ cho Tiến nhé. Dạ, chào chị nha. Rồi, Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Thì, Tiến cũng chúc tất cả cô chú và các anh chị em một buổi sáng vui vẻ và an lành hạnh phúc nha. Dạ, em chào chị nha. Chị cũng chào Tiến. Dạ, chị giới thiệu đi, chị tên gì? Chị Nguyễn Thu Thủy. Nguyễn Thu Thủy, chị năm nay nhiêu năm tuổi? Năm nay chị 57 tuổi. Chị 57 tuổi. Dạ, chị quê quán ở đâu? Chị ở An Giang. An Giang. Châu Thành. Châu Thành, An Giang. Châu Thành. Dạ. Chị kể chút xíu về hôn nhân của chị đi như thế nào? Hôn nhân chị thì hai chồng chị có đứa con, rồi nó chết rồi. Hai chồng ở vậy tới hồi năm 2022 á, thì ông xã chị ông đột quỵ, ông chết. Nó mất rồi chị. Nó từ mất thôi. Ông xã chị ông mất. Rồi chị sống vậy với nhỏ em. Qua bao nhiêu năm chị có quen thêm một cái anh nào nữa không? Không, tại mới có 2 năm nay. Mới 2 năm hả? Hiện giờ chị làm công việc gì? Chị đi theo nhỏ em, chị giúp việc cho nó. Nó bán đồ ăn sáng đó, rồi chị theo chị tiếp nó. Chị có nhà không? Không, chị không có nhà, chị ở chung với cha mẹ. Ủa, hồi đó chị có chồng có con mà không có nhà riêng hả? Không, hồi đó tới giờ không có nhà. Lúc đó mà còn chồng mà ở đâu? Cũng ở chung, như em chị nó đi làm ở Sài Gòn, cái hai chồng đi theo nó đó. Rồi ở chung với em chứ không có nhà. Hai chồng cứ ở nhau thế có con ở chung với cha mẹ không à? Ở chung với cha mẹ không à? Chị thứ mấy mà ở chung với cha mẹ? Chị thứ tư. Chị gia đình chị mấy người? Gia đình chị tới 6-7 anh em lận, mà đều tư riêng hết trơn à. Có nhỏ em thứ 6 nó ở đó, rồi thấy nhà lớn quá mà không có ai đó. Hai chồng chị hồi đó tới giờ dễ lắm, sống sao cũng được. Trời ơi, đâu nói chị nói đâu được. Với lại là em mình là còn em dâu làm chị. Không, gia đình chị thuận hòa lắm. Lớn nói thì nhỏ nghe vậy đó. Nên vậy mới được ha. Sống vậy mới được. Rồi hiện giờ là chị ở chung với em ruột hay gì? Chị ở chung với nhỏ em ruột mà nó ở Sài Gòn nó bán đồ ăn á. Chị lên chảnh. Chị lên chảnh chị tiếp nó. Vậy hiện giờ chị có anh anh? Có mình anh nè. Chị kể về chút xíu về tính tình của chị đi như thế nào, cái mặt ưu điểm và cái mặt khuyết điểm của mình á. Chị thì hồi đó tới giờ ai cũng nói chị mặt không có vui, không buồn vui. Em thấy vui mà. Em thấy chị cười cái kết quả mà. Chị thì người ta nói vậy đó. Mà tánh chị thì cũng không phải hiền mà cũng không có dữ nha. Thí dụ cái chuyện gì đáng nói thì chị nói, còn không ấy thì thôi vậy đó. Em nghĩ trên đời này cũng không ai hiền đâu chị ơi, có một cái là đúng chuyện thôi. Đúng rồi. Thí dụ đúng chuyện này thôi, chị cũng không có dữ mà cũng không có hiền. Tánh chị nóng không? Cũng không có nóng. Không nóng. Thí dụ mình chầm chầm thôi, ai nói thí dụ đúng thì nghe, còn không đúng mà thôi. Chứ chị cũng không có quan tâm về chuyện mà để ai nói chuyện gì vậy đó. Rồi theo như chị xem cái kênh của em mà chị thích được anh nào rồi? Chị xem, nói nghe chị xem cũng hoài xem lâu rồi. Mà hôm trước chị coi chừng cỡ tuần nay chị thấy cái anh mà Lê Hữu Hoài, 65 tuổi, anh ở Cần Thơ á. Thấy anh đó cũng như ảnh thôi vợ mà ảnh cũng không có con. Mà chị nghe kể về tánh tình ảnh thì chị cũng thích. Muốn cho vợ chồng đúng ra là phải thương yêu hiền từ. Đó là chị thấy chị thích, chị mới kêu nhỏ cháu chị bấm vô rồi chị mới điện cho chú đó. Là thích anh Lê Hữu Hoài đấy ha. Lê Hữu Hoài, 65 tuổi mà ảnh ở Cần Thơ á. Đúng rồi. Ảnh cũng không có nhà cửa gì. Thí dụ nếu mà ảnh sống chị với ảnh hợp được thì chị cũng dẫn về nhà cha mẹ, chị cũng dễ lắm, cũng hiền, không có mà như muốn cho con cái mình nó khổ vậy đó. Bám với cha mẹ thì cha mẹ cũng cho, chỉ còn mẹ chứ ba chị không còn.
bây giờ mình tạm gác anh đó lại đi ha. Dạ. Tại vì thật sự nó là mình lên đây có khi mình thích anh đó chưa chắc thì thích mình. Đúng mà rồi. Có khi nhiều anh khác lại thích mình. Đó, có nên coi như là cái duyên đi. Đó, thì theo như chị gì đó là thì chị chọn một người đàn ông mà như thế nào tính tình đó? Nếu mà không có anh Hoài đó thì chị muốn chọn anh nào mà cũng như có công chuyện làm ăn để vợ chồng sinh sống hàng ngày vậy thôi. Chứ chị cũng không có ham giàu mà nghèo á, thì cũng thí dụ nghèo mình làm gì được, đúng không? Thành ra thí dụ anh nào có điều kiện kinh chút. Tế kinh tế ổn định về để vợ chồng sống thôi chứ chị không đòi hỏi gì hết. Chị không đòi hỏi rồi. Nói chung là có anh đó có nghề nghiệp ổn định rồi, đúng rồi. Ví dụ ngày vài trăm ngàn đủ hai chồng ăn sống thôi chứ chị không có đòi hỏi cao sang gì chứ. Chị thích tính tình anh đó như thế nào? Hiền. Nói đúng ra đàn ông thì chuyện mà mình cấm chuyện này chuyện kia thì cũng khó theo ý mình lắm. Ví dụ thuốc men thì được, còn rượu chè thì thôi đừng. Coi như là rượu chè là chị cấm đứt hay sao? Không, thí dụ có đám tiệc thì cũng được cũng chứ được, không ha. Sao coi như là chị được. Cũng cho nhậu nhưng mà tùy theo lúc. Bởi đúng rồi, đúng đám rồi. Tiệc đám anh tiệc em thì đâu lại nhà uống chút đỉnh chứ mà ăn nhậu mà bê bết chị không chịu. Là coi như đàn là... ông mà ai cũng phải có chuyện đó. Hút thuốc chị có cấm hút thuốc không? Không chị không cấm, tại vì thuốc là của đàn ông rồi mình không cấm được chuyện đó. Nói chung là chị không cấm mà như là cái gì nó cũng phải giảm lại chút ha. Chứ chị không có cấm. Rồi bây giờ ví dụ anh đó anh thương chị rồi chị cũng anh không có nhà rồi anh về nhà chị ở cũng được nữa hả? Nếu mà không thương ảnh thương chị mà ảnh không có nhà thì cũng đi theo chị đi lên Sài Gòn, nhỏ em chị nó bán đó rồi vợ chồng ở đó, nhỏ em chị ở Sài Gòn nó cũng thuê nhà mà thằng chồng nó làm bên xây dựng công ty Cẩm Lĩ á, dời nhà nâng nhà đó rồi ở đó. Chị mới nãy chị nói nhiêu tuổi em quên rồi. Chị năm nay chị 57 tuổi. 57. 57 tuổi. Chị thích đàn ông là lớn tuổi nhất là bao nhiêu? Cỡ 65 tuổi thôi. Đàn ông cũng còn sức khỏe để làm ăn đồ, có công chuyện làm nổi. Chứ nếu mà già quá sợ yếu rồi không làm, thí dụ đi làm kiếm kinh tế đồ không nổi đâu được. Đúng không? Chị thì chị cũng dở lắm. Như 65, 67 tuổi. Là 65, 67. Bởi vì cái anh mà Lê Hữu Hoài đó là anh 65 tuổi, anh cũng hợp với chị tuổi thân, chị thấy anh đó tuổi tí. Chị thích anh đó ha. Chị thích anh đó, thấy anh hiền. Xấu đẹp bây giờ đối với mình đâu có cần thiết chú Tiến ha. Chị không có ham đẹp mà cũng không ham gì, có sức khỏe để làm hàng ngày, có kinh tế được rồi. Nói chung là chị không chê xấu đẹp. Đúng rồi. Anh đó là có sức khỏe, nghề nghiệp ổn định chút. Đúng rồi. Là được rồi. Được rồi. Anh đó làm bảo vệ gì chị chịu không? Sao cũng được, chị nói với chú Tiến là cũng như có kinh doanh để làm tiền vô tiền ra vậy thôi. Tháng bảo vệ 7-8 triệu. Được rồi. Là được rồi ha. Cũng được luôn. Thì chị ảnh đi làm bảo vệ chị đi chị ở nhà chị bán tiếp em chị đó nó cũng cho tiền. Tháng cũng 6 triệu nó cũng ra là chạy ra tháng 10 mấy triệu rồi. Thì hai xong sống cũng được rồi, sống quan được. Trọng là anh đó thương yêu chị là hạnh phúc rồi. Với hiền. Bây giờ sao thấy khó tìm lắm chứ tiếng chị cũng không có muốn mà lập gia đình nữa mà thấy mình nên nói chứ. Thí dụ em út mình nó thương mình chứ nó cũng đâu có bảo bọc mình cho tới già, đúng không? Em nói chị thật sự ra nói giờ dù cho anh em ruột đi nữa lại tiếp chị khi mà chị đau ốm quạng nằm nhà thương thì lại nuôi bữa hay bữa, ta cũng còn công việc nhà của người ta, đâu có mình nuôi hoài được. Đó, còn chị có chồng thì cái bổn phận đó là chồng ngủ một chồng đêm phải, hôm phải lo. Có cái chuyện gì chồng hay rồi chồng nuôi được. Còn anh em nói chứ anh em ai không thương nhưng mà cũng còn gia đình, cũng còn công việc thì lại nuôi chị ngày một bữa thôi chứ đâu mà nuôi suốt hoài được. Đó, nên cái chương trình này thật sự ra nói là có nhiều cô chú anh em không hiểu rồi lên bình luận nó hơi sai. Thật sự ra đó là
cũng không ai muốn có chồng ở đâu, nhưng mà tại vì cái sự cô đơn, rồi khi mà mỗi khi đau ốm bệnh hoạn là không ai không chăm sóc, không ai lo lắng cho nhau đó. Tại vì những cô chú anh chị em á đang sống trong trong cái cảnh mà hạnh phúc ấm êm á thì không có hiểu cái nỗi khổ, không có hiểu được cái chuyện đó của mình, không có hiểu được cái nỗi khổ là một người là phải sống cô đơn đó, là trong cái tâm trạng của một người đó như thế nào đó. Chứ mà đặt vào trường hợp cái người đó là bị như vậy đi thì thử coi người đó nghĩ như thế nào. Thì nói thiệt chị là trong cái cuộc đời này mình chưa biết bữa nay mình sẽ ra sao đó, không ai nói trước về được cái điều gì hết á. Thì thôi nói chung ra là để chút xíu nữa thì chừng nữa em quên đem cái sổ theo rồi, thì chừng nữa chị về nhà chị lấy cái máy điện thoại kia kết bạn với em đó, rồi em lấy cái số đó em cho chị, rồi chị tự liên lạc nha. Rồi, cái này em có nói trước, em là một người chia sẻ thông tin thôi, ở đây em không có làm mai bất cứ ai hết. Vậy thì em đăng chị lên, có anh nào mà lên kênh của em rồi xin số thì em cho, thì hai người tự tìm hiểu đó, đến với nhau, thích thì đến, không thích chia tay kiếm anh khác. Chị cảm ơn. Chứ đỡ sau này mà chị để thừa em là không được, tại vì em ở đây thì không có dính líu gì đó, em chỉ người chia sẻ thông tin thôi. Em cũng không có nói anh này tốt, anh kia tốt không. Có đó. Mình đâu có biết người ta ra sao được. Chứ thế hai gì? Người tự tìm hiểu thì mới biết. Còn lại đây cũng như chị, em cũng đâu biết chị là sao, đúng không? Chị nói chị đây là tốt mà thật sự mà em đâu có biết đó. Là chị tốt như thế nào, đúng không? Nhiều khi á, chị dòm vô trong đó cái chị thấy, chị nói trời ơi, cái anh đó cũng thấy được. Nếu mà anh gặp mình chắc cũng hạnh phúc vợ chồng. Tại vì cái tấm lòng mình là mình muốn kiếm người bằng thật sự, mình thương yêu đặng sống với nhau hết quãng đời, biết không? Đó, nhiều khi chị cũng thấy, nhiều người chị cũng thấy, chị cũng thích đó. Mà mình nói phải mấy người này mà gặp mình chắc cũng hạnh phúc lắm. Tại vì nói đúng ra mình thương bằng thật lòng chú Tiến. Chứ mình đã đến đây rồi, mình đừng có nói xạo đồ, chị không có chịu vậy. Thì chương trình của em thật sự nói là em là bắt buộc phải nói đúng sự thật. Nếu mà chị không nói đúng sự thật thì em đăng lên thì mọi người cũng biết hả? Đó, nên bất cứ anh nào lên, trước khi lên đây thì phải suy nghĩ cho kỹ, mình nói phải nói sự thật. Chứ lên đây nói một đường ra ngoài cái anh khác ảnh xin số rồi nói thôi anh nghèo quá tôi đâu chịu, tôi kiếm người phải lo lắng cho tôi này nọ. Thật sự kiếm bây giờ để kiếm một người mà lo lắng cho mình đó, thì thật sự ra nó là cũng hiếm, nó hơi khó lắm. Hiếm luôn. Chị cũng nhận xét chị đó. Nếu mà em nói chị nè, thí dụ chị không tiền thì cái người đó không tiền thì có thể là thương yêu nhau, thì về quan trọng hai người yêu thương nhau lo làm ăn thì cái nó dễ hơn. Còn có những người có tiền á là họ chưa chắc gì thương chị, thương mình. Tại vì họ có tiền, đồng tiền họ xài, họ muốn làm họ làm, đúng không? Chị không có quyền nói đó. Từ ra là vợ chồng mà hồi xưa tới giờ á thì chị mới có quyền nói, tại vì đó là hai chồng bằng chung, có tiền chung. Còn khi mà chị đang nghèo khổ thì chị lấy anh đó, anh giàu, anh thương chị đó, nhưng mà về tình thương thôi. Còn cái số tiền ảnh muốn đi đâu, ảnh muốn chơi, ảnh muốn làm gì làm, chị không có quyền nói. Chị nói tiền tôi xài. Chị lướt nhiều cái, chị thấy hay nhiều người mà nói cũng như là có tiền này kia nọ. Không, chị không coi mấy cái đó chứ tiếc. Tại mình biết là người ta nói vậy chứ không phải vậy đâu. Không phải dễ ăn đâu. Thành ra cái anh hoài này nè là chị thấy ảnh cũng như là hợp tánh tình với chị, biết không? Phải là thương yêu, phải là biết trong gia đình. Thành ra chị quyết định đó, chứ chị coi cái này cũng lâu rồi mà chị không có dám, chị sợ lên đây anh hơi ngại ngại. Anh nãy anh nói nhiêu tuổi? 69. Chị là 67 hả? Chị không biết chị sáu mấy mà chị 57 tuổi đó. 57 tuổi là chị tuổi thân đó. Chị 57, anh 69. 69 không mấy, chị không phải cấp cấp đây cấp đôi luôn đây. Thôi chị chịu anh hoài à. Chị hoài ha. Chứ anh hiện nè, anh đúng hiện rồi. Là tánh thiệt tình nè, bởi người ta dụ hết 100 triệu nè. Thôi chị không ham vậy. Không thiệt cái không, anh là tính tình anh hiền hậu đó, anh hiền hậu cũng như kết nối cái nữa chú Tiến cho chị cái số điện thoại của anh hoài thì hay chừng nữa chị lấy cái số của em đó. Chị về nhà kêu chị... cháu á kết bạn Zalo
là chị cái nhắc. Chị đang ấy không không chín không chín không bảy gì đó ha, là cái số chị điện em á. Ừ, lấy số đó kết bạn vô rồi chị chừng nữa chụp giấy mình gửi qua cho em. Chị nói chị có lên chương trình rồi để em biết, để em chấp nhận, rồi em mới lấy cái số của cái Zalo của anh đó mới cho chị, cái số anh đó cho chị, rồi chị điện tìm hiểu rồi đó ha. Rồi bây giờ chị nói một lời nào đi để cho anh nào anh hiểu hơn, để anh làm bạn với chị. Chị cũng không biết nói sao. Chị cần những gì đó. Chị lên đây thì chị cũng muốn kiếm một người nữa mà anh yêu thương đó, đặng hiền, biết lo cho gia đình. Chị cũng không cần giàu nghèo, sự sống hàng ngày có kinh tế để vợ chồng sống thì đủ rồi. Dạ. Chị đó ha. Dạ. Rồi chị cảm ơn. Dạ. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú và các anh chị em một ngày mới vui vẻ, gian hạnh phúc. Nếu mà cô chú anh chị em nào cũng muốn tham gia chương trình thì lấy số điện thoại của Tiến, điện cho Tiến nhé. Thì cứ đến đây, đi đến đây thì bất cứ ai cũng được hết. Nếu mà cô chú anh em nào có sức khỏe đầy đủ thì trước khi đến đây thì phải mang giấy tờ thủ tục là giấy độc thân hoặc là giấy ly dị hay là giấy căn cước. Nếu có những giấy tờ đó thì Tiến sẽ ghi hình, sẽ kết đôi lại cho tất cả cô chú và các anh chị em. Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Chào khán giả đi chị. Rồi, chị chào khán giả.